Phật dạy chúng ta rằng chọn lựa thù thắng nhất đương nhiên là đi làm Phật. Đó là đệ nhất thù thắng. Muốn làm Phật thì phương pháp tốt nhất không gì hơn trì danh niệm Phật. Các phương pháp khác tuy cũng tốt, nhưng đều chỉ là theo lý mà nói. Pháp Hòa Hoa Nghiêm đều thuyết dạy trong một đời thành Phật, nhưng đã có mấy người tu tập Pháp Hòa, tu tập Hoa Nghiêm thành Phật? Thật là chưa từng nghe. Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ thấy có đồng tử thiện tài, về sau nữa không nghe có ai khác. Trong kinh Pháp Hòa chỉ thấy có mỗi Long Nữ thành Phật, ngoài ra không có nghe nói người nào khác y theo kinh Pháp Hòa được thành Phật. Vì thế nói lý có thể thông suốt, nhưng về sự thì không thấy được. Trong Tịnh Độ Tông, người đới nghiệp giảng sanh, giảng sinh rồi được quả bất thối, thẳng đến thành Phật, chúng ta quả thật có thấy. Từ xưa đến nay, người tu tập pháp môn này thành công thật nhiều, không biết bao nhiêu. Như vậy không thể nào sai dối được. Như thế nào mới được thành công? Muôn duyên đều buông xả, nhất tâm chuyên niệm. Nhất tâm tức là không rối loạn. Ở đây dạy về kế mục vô loạn chủ phương thần. Quý vị chỉ cần có thể thực hiện được nhất tâm không rối loạn, đó là quý vị thành công rồi. Quý vị tự mình có thể thành tựu rồi, thì nhất định quý vị có thể tạo ảnh hưởng đến cả một vùng. Người trong vùng đó thấy được sự thành tựu của quý vị, thấy được sự tốt đẹp của quý vị, mọi người đều đến học theo quý vị, bắt chước làm theo quý vị. Nhưng nếu còn một mảy may tâm tham, còn một mảy may chưa buông xả, thì quý vị không thể nào thành tựu. Sự giảng sanh của quý vị chưa thể nắm chắc. Đó là điều quan trọng. Nếu thật sự việc giảng sinh đã nắm chắc, muôn duyên đều buông xả, thì sau đó lúc nào ra đi cũng đều tự tại, hoàn toàn không vướng mắc. Không thể nói khi Phật A-di-đà đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh, quý vị lại thưa rằng: bạch Phật, con còn có gì chưa làm xong, đợi con một chút. Không thể có chuyện đó. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trong lòng không chút vướng mắc, không chút vướng mắc nơi này, thì quý vị mới có thể ra đi được. Vì thế khi còn ở lại thế gian này thì hết thảy đều tùy duyên, dù thế nào cũng tốt cả. Nhất định không tính toán hơn thua. Nhất định là người học Phật chúng ta, học Phật tức là học giác ngộ, học thấu suốt rõ ràng, thật sự giác ngộ rõ ràng minh bạch. Thế gian này hết thảy các pháp đều là giả tạm, không phải chân thật. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị đều đã rõ biết điều đó. Hết thảy pháp hữu gì như mộng huyễn bào ảnh, có gì đáng để tính toán hơn thua? Có gì đáng để dướng mắt bám chấp?